Xin chào những người mê âm nhạc. Hôm nay Cà phê Đồng Nát sẽ giới thiệu và chia sẻ đến quý vị một cách nghe nhạc đặc biệt. Ở đây tôi muốn nói đặc biệt là như thế nào? Ở trước mắt chúng ta, tôi phân ra rất là rõ ở bên trái và ở bên phải là có hai kênh âm thanh. Thì đây, cái khối này là âm ly đèn và cái này là rề, có nghĩa là tiền khuếch đại và cái kia là khuếch đại, và bên này cũng có một khối là khuếch đại và bên này tiền khuếch đại cho loa bên này và bên khối bên này cho loa bên này đấy. Nhưng mà đặc biệt ở đây quý vị thấy đây có hai cái đầu phát băng cối và có một cái dây nó đi chung ở giữa đây. Thì tại sao tôi lại chơi nhạc kiểu này? Thì cái thiết bị này Anh Quốc họ sản xuất cho nhà báo, thám tử và phóng viên. Thì họ rất là tiện dụng, họ có thể là họ mang đi, họ phỏng vấn và họ làm báo. Ngày xưa họ ghi âm mà. Và có thể là họ quay lén, nghe lén, quay băng và nghe lén. Thì cái chất liệu của cái thiết bị này nó có thể là nó đạt cái tiêu chuẩn là ghi âm như hộp đen máy bay. Ở đây muốn nói rằng là cái băng này nó chạy hai trắc. Hai trắc có nghĩa là rãnh trên và rãnh dưới, có nghĩa là kênh trái và kênh phải. Thì bình thường một máy nó đã đảm nhận được cái này rồi. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ chơi nhạc với nguồn phát là độc lập mono block. Nghe có vô lý không? Có lẽ là những người chơi âm thanh thương mại thì chưa bao giờ có cái khái niệm này. Thì để nói rằng nó khác cái gì, nó rất là tiện, nó là cái vali xách đi và nó sản xuất rất là đặc biệt, chuyên dụng chứ không phải thương mại. Thì để nói rằng quý vị dễ hiểu ra, bình thường mình có một dàn âm thanh đúng không, mình phát trên một cái đầu máy CD thôi thì nó đã ra stereo rồi, nhưng mà hai kênh của cái hai loa đó nó nằm trong một cục, nó sử dụng một bộ phận nguồn, còn đây nó sử dụng riêng biệt, có nghĩa là hai kênh tách biệt nhau, nó chỉ quan hệ với nhau một sợi dây thôi, một sợi dây băng. Thì lý do nó quan hệ với nhau với một sợi dây băng đó thì cái chất âm á, kênh trái kênh phải nó mới đều được, chứ không là nó sẽ phạt thằng trước thằng sau đấy. Thì bây giờ không nói gì nhiều nữa, tôi sẽ bật nguồn lên và quý vị sẽ nghe thử cái chất âm của nó mono và nó mộc như thế nào ha. Thì bây giờ tôi sẽ bật nguồn cho phần âm ly. Và đây là bật nguồn cho ông bên này. Bật nguồn cho ông bên này. À, thì để quý vị cảm nhận trước thì tôi sẽ cầm cái dây băng này, tôi lăn lăn, nó sẽ phát nhạc bên này ha. Nè. Okay, ha. Và tôi sẽ kéo bên này. Ok chưa? Chắc chưa? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu phát nhá. Quý vị nghe mono block, nguồn âm thanh mono block nhá. Phải bật hai tay cùng một lần. 1, 2, 3. Thank you.
sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều tới chuyện chúng miền súng đạn pháo.